Năm đó là năm em 17, năm em lớp 12. 9 năm về trước. Em không có bất kỳ một cái sự rung động nào với bất kỳ bạn nào khác luôn. Thế giới của em chỉ có một mình em trong đó thôi. Tới cái giai đoạn đó thì bỗng nhiên là có một người có thể chia sẻ được cho mình những cái vấn đề đó. Thì em rất là băn khoăn là chết rồi, bây giờ mình có thích nó không? Tại vì cũng con trai với nhau mà. Tụi em mới vừa chính thức quen nhau được đúng một tháng thì mẹ em đã phát hiện ra được cái mối quan hệ đó. Và 27.000 cái tin nhắn của em, cái bạn đó mẹ đọc hết từ đầu tới cuối. Lúc mà mẹ phát hiện ra cái việc đó thì mẹ đã cấm túc hoàn toàn em luôn. Mẹ thì mẹ không có quan tâm tới cuộc đời của mẹ, tại vì mẹ không còn gì hết á. Nhưng mà bây giờ cuộc đời của con nó còn quá dài, mà con lại bị bệnh như vậy rồi, thì sau này cuộc sống của con nó sẽ như thế nào? Hai mẹ con thì cứ nói chuyện với nhau như vậy rồi ôm nhau rồi khóc thôi. Bạn dứt khoát với em luôn là bạn bảo là tao không thể tiếp tục như thế này được. Và chúng ta chào đón đến với chương trình một bạn đã rất là can đảm để lựa chọn việc đối mặt với tất cả người xem ngay từ đầu câu chuyện. Và bạn ấy đã đề nghị bật đèn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ chào đón câu chuyện của nhân vật tuần này mọi người nha. Em đã từng xem chương trình rồi. Dạ. Điều gì làm cho mình cảm thấy rất là dễ chịu và nhận lời tham gia chương trình? Dạ, em đã coi những cái số trước của chương trình mình rồi đó, thì em thấy là chương trình này nó rất là hay, tại vì nó tạo ra được một cái không gian mà để cho mọi người có thể thoải mái chia sẻ những cái kỷ niệm, những cái trải nghiệm đã qua và những cái mối tình trong quá khứ. Thì em rất là hào hứng để được chia sẻ thêm cái câu chuyện của mình để đóng góp cho cái chương trình của mình. Tạo ra một cái không gian để mọi người cảm thấy thoải mái chia sẻ câu chuyện. Điều đó có nghĩa là bản thân em cũng đang rất là thoải mái để có thể kể câu chuyện của mình. Vậy thì bây giờ em đến đây với việc chia sẻ mà em nghĩ rằng là mình sẽ nói về cuộc tình đầu, hay là một cuộc tình không đầu nhưng nó có vấn đề, hay là một cuộc tình mà đến bây giờ nghĩ lại thì mình vẫn còn cảm thấy có rất là nhiều dây dứt. Nói chung mình sẽ chọn cuộc tình ở cái quãng nào trong cuộc đời của mình? Chắc là em sẽ chọn cái cuộc tình đầu tiên, tại vì cái cuộc tình đầu tiên bây giờ em nghĩ lại thì em vẫn còn rất là nhiều dây dứt về cái cuộc tình đó. Có nghĩa là một cuộc tình nhưng mà nó sẽ hội đủ hết tất cả những điều mà chị vừa mới liệt đúng kê. Rồi. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ phải quay ngược lại khoảng bao nhiêu năm đây? Cuộc tình ấy nó đã bắt đầu vào khoảng năm em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm đó là năm em 17, năm em lớp 12. Trời ơi, áo trắng sân trường đồ các kiểu. Điều đó có nghĩa là mình phải dời ký ức của mình về bao nhiêu năm? Năm nay em 26, vậy thì là 9 năm về trước. Rồi, chúng ta sẽ cùng du hành thời gian về 9 năm về trước của bạn Huy. Mình đã gặp gỡ cái người bạn đó của mình như thế nào? Vào thời điểm đó thì em hồi học cấp 2 em đã biết bạn này rồi, nhưng mà tại vì tiểu học không có học chung một lớp. Cho nên tới cái năm cấp 3 luôn thì lúc mà tụi em học chung lớp rồi thì em mới được tiếp xúc với bạn này nhiều hơn. Nó đến một cách rất là tự nhiên như vậy thì cái cảm xúc của mình dành cho cái người bạn đó nó đã có những cái gì khác với những người bạn còn lại trong lớp để mình hiểu rằng đây là một cái người không thể là bình thường được? Tại vì trước đó thì em không có bất kỳ một cái sự rung động nào với bất kỳ bạn nào khác luôn. Em không thấy các bạn nữ, em cũng không thấy các bạn nam trong lớp. Em thế giới của em chỉ có một mình em trong đó thôi. Ở trong cái hoàn cảnh nào mà mình biết rằng cái người này là một cái người mà bắt đầu sở hữu, chiếm hữu lấy cái trái tim, cái tâm trí của mình rồi? Tới lớp 12 luôn á, thì lúc mà giáo viên chủ nhiệm của em xếp cho em ngồi chung với bạn rồi á, thì em mới, tụi em mới có những cái tiếp xúc gần hơn và bắt đầu nói chuyện với bạn nhiều hơn, mới bắt đầu có những cái tâm sự với bạn nhiều hơn. Ban đầu á, thì em rất là băn khoăn về cái vấn đề này, tại vì trước đó thì em quá cô đơn. Tới cái giai đoạn đó thì bỗng nhiên là có một người có thể chia sẻ được cho mình những cái vấn đề đó. Thì em rất là băn khoăn là chứ là bây giờ mình có thích nó không? Tại vì cũng con trai với nhau mà. Phải một thời gian sau này rồi ấy, lúc mà tụi em đã xác định là mình sẽ có một mối quan hệ nghiêm túc trong cái giai đoạn đó thì em mới biết là có lẽ thì cái tình cảm này nó là thật. Thế thì bao nhiêu lâu em mới chốt đơn? Tụi em ngồi đợi với nhau từ đầu năm lớp 12, phải gần cuối năm lớp 12 thì em mới xác định là cái cảm giác này nó có lẽ nó là yêu thật. 9 tháng rồi. Dạ. Vậy thì cái sự đáp trả của bên kia thế nào? Dạ thì bạn cũng đồng ý để bắt đầu cái mối quan hệ đó. Cái mối quan hệ đó được bạn ấy đồng ý bởi cái đề nghị của em hay là bởi cái sự nhận ra cùng một lúc từ hai đứa? Bởi cái sự đề nghị của em á chị. Em là người chủ động tiến tới cái mối quan hệ đó. Em cũng nói chuyện với bạn cũng rất là lâu rồi và em cũng có cảm giác là bạn cũng đã bật đèn xanh cho mình rồi, bạn cũng có cái cảm xúc gì đó với mình rồi, thì em mới
dám thổ lộ cái việc đó. Thế thì khi mà mình đề nghị với bạn thì bạn cũng gật đầu đồng ý và hai đứa bước vào một cái mối quan hệ. Lúc đó thì các bạn có dám công khai với mọi người luôn không? Hay là chỉ dạ, đơn thuần là hai đứa biết với nhau thôi? Dạ không luôn, hoàn toàn là chỉ là một cái hệ. Nó rất là lén lút. Người ta nhìn vô người ta nghĩ hai thằng trai chưa thân nhau thôi. Dạ. Nói chung mình chưa có đủ đầy kiến thức. Mình dạ, cũng chưa đủ lớn dạ, để tự tin từ bên trong. Dạ. Và vẫn phải nhìn thái độ của mọi người xung quanh để mà dạ, cẩn trọng trong hành động. Nhưng mà thường mấy cái tình yêu lén lút này nó sâu đậm lắm. Nó dạ, để lại những cái dấu ấn kỳ lạ lắm. Dạ. Vậy thì khi bây giờ mà ngồi nhớ lại cái chuyện tình này thì những cái kỷ niệm mà mình cảm thấy nó rất là đẹp, nó rất là ấn tượng mà mình đã trải qua, nó là những cái lát cắt như thế nào? Dạ, mấy cái chuyện tình mà kiểu như cái thời gà bông rồi các kiểu đó thì nó rất là đáng yêu, nó rất là trong sáng luôn. Ví dụ như là ngồi chung, ngồi hai đứa thì ngồi chung một cái bàn kế bên nhau nó thì có lén nắm tay không? Dạ có. Nắm tay rất là lén lút, như là em phải ném áo khoác đồ vào trong học bàn á, xong rồi hai đứa mới luồn tay vô học bàn để nắm tay nhau. Trời ơi, mình chỉ chạm tay nhau, không hẳn là nắm, mình chỉ chạm tay nhau một tí thôi. Đó thì cứ muốn là đặt cái tay ở đó mãi luôn á, chứ không có muốn rời tay bạn ra. Thế cái lần đầu tiên hai đứa hẹn hò riêng bước ra khỏi không gian trường học, nó vẫn dính với không gian trường học một tí thôi, tại vì em chơi chung với một nhóm bạn chung. Thì sau khi mà đã hội họp ăn chơi với nhau rồi á thì em mới đánh lẻ ra, em mới đi đánh lẻ với bạn. Thì tụi em đi uống trà sữa thôi. Rồi thì mới bắt đầu nói chuyện nhau, nghe về những cái linh tinh trong ngày, rồi mới có những cái cử chỉ thân mật hơn, mới nắm tay nhau chính thức. Mới chính thức là được nắm tay nhau như là một cái cặp đôi thật sự. Rất là tiếc là em với là bạn đã không có cơ hội để đi với nhau hết được cái con đường qua cái đợt tốt nghiệp năm 12 đó. Dạ, tại vì tụi em mới vừa chính thức quen nhau được đúng một tháng thì mẹ em phải phát hiện ra được cái mối quan hệ đó. Ồ, phản ứng của mẹ. Dạ, em còn nhớ luôn là hôm đó là em đang học trên trường thì chưa tới giờ về đâu. Mẹ đã gọi cho em rồi, mẹ bảo là học xong chưa, xong rồi thì về nhà liền, không có đi đâu hết. Ở nhà có tí việc. Và lúc em về tới nhà thì mẹ em đang ngồi ở trên ghế, rồi kiểu mắt mẹ là em thấy mắt mẹ đã hơi đỏ lên rồi. Và mẹ gọi em lại rồi mẹ hỏi là con có thấy con trai hay không? Rồi thì em mới chối, không biết là mẹ em dám nhận được. Em chối là đâu có đâu, các kiểu. Nhưng mà tại vì em với bạn thì tiếp xúc với nhau mình nhắn tin chủ yếu là trên Facebook thôi. Và 27.000 cái tin nhắn của em với bạn đó mẹ đọc hết từ đầu tới cuối. 27.000 cái tin nhắn của em với bạn đó mẹ đọc hết từ đầu tới cuối. Xong rồi cái mẹ xóa những cái tin nhắn đó của em đi và mẹ bắt đầu ngồi lại nói chuyện với em. Chỉ đơn thuần đó là một cái sự xác nhận. Dạ. Hay nó bắt đầu cho một cái hành trình mà mẹ em sẽ cấm đoán và cương quyết không cho em sống đúng với cái bản dạng giới của mình? Nó là cái điểm bắt đầu của cái hành trình đó thôi. Tại vì mẹ em cực kỳ nghiêm khắc luôn. Lúc mà mẹ em phát hiện ra cái việc đó thì mẹ đã cấm túc hoàn toàn em luôn. Tại vì ba em với mẹ em thì có một cái mối quan hệ không được hạnh phúc. Từ hồi năm em học lớp 5 là ba mẹ em đã ly dị với nhau rồi. Là từ đó thì em chỉ sống với mẹ và em gái của em thôi. Và mẹ em rất là sợ là cái mối quan hệ của mình nó đã không có được trọn vẹn rồi. Cái mối quan hệ nam nữ của mẹ với ba đã không được trọn vẹn rồi thì bây giờ con mình nó lại đi thích một thằng con trai khác thì nó quá bấp bênh và nó quá mới. Và em nghĩ là cái lượng thông tin đó nó quá nhiều đối với mẹ vào thời điểm đó và mẹ không thể nào tiếp nhận được. Cho nên mẹ đã có những cái phản ứng rất là, lúc vào cái thời điểm đó thì nó hơi thái quá, nhưng mà bây giờ em nhìn lại thì em cũng thấy nếu đặt mình vào vị trí của mẹ thì nó cũng hợp lý. Nó buộc phải như vậy. Dạ. Phản ứng của em với cái diễn biến lúc đó như thế nào? Dạ, em rất là khủng hoảng. Thực sự là em vô cùng khủng hoảng trong cái giai đoạn đó luôn. Em có ghét mẹ không? Lúc đó thì em rất là ghét. Và lúc mà hai mẹ con nói chuyện với nhau về những cái vấn đề đó thì mẹ khóc rất là nhiều. Và mẹ nói, bây giờ mẹ nuôi con ăn học bao nhiêu năm rồi mà bây giờ con lại bị bệnh như vậy. Thì sau này mẹ thì mẹ không có quan tâm tới cuộc đời của mẹ, tại vì mẹ không còn gì hết á. Nhưng mà bây giờ cuộc đời của con nó còn quá dài mà con lại bị bệnh như vậy rồi thì sau này cuộc sống của con nó sẽ như thế nào? Hai mẹ con thì cứ nói chuyện với nhau như vậy rồi ôm nhau rồi khóc. Vậy thì còn bạn kia? Bạn kia thì lúc mà mẹ em biết đó là mẹ em đã liên lạc với bạn, mẹ em đã gọi cho bạn rồi hẹn bạn ra lên trường để nói chuyện.
hôm đó thì em đi học rồi mẹ em cũng lên lớp theo em luôn. Rồi mẹ em gọi bạn ra ngoài hành lang để hai người nói chuyện với nhau. Thế phản ứng của bạn kia khi mà mẹ tìm đến mẹ nói chuyện thì sao? Em nghĩ là bạn rất là sợ. Tại vì em không dám nhìn bạn luôn. Lúc đó em vẫn rất là cảm thấy tội lỗi là tại vì mình mà bạn mới phải rơi vào cái hoàn cảnh này. Đó, thì lúc mà mẹ em nói chuyện với bạn xong rồi thì bạn mới bảo với em là vậy thôi, bây giờ tao với mày không có mối quan hệ gì nữa hết. Đau không? Đau. Lần đầu tiên trong cuộc đời em mà em cảm nhận được một cái cơn đau rất là vật lý. Em đau tim rất là vật lý luôn. Nó thắt lại vài nhịp luôn và em rất là đau đớn. Kiểu biết chết rồi bây giờ thì làm sao? Mày mà bỏ tao rồi thì làm sao tao sống tiếp được? Khi mình nghĩ đến cái chuyện là làm sao sống tiếp được, dạ, thì tức là đã có những lần mình nghĩ rằng mình muốn kết thúc. Dạ có. Thậm chí là có nhiều đêm mà em nhìn, em nằm ngủ mà em nhìn lên trần nhà, em không ngủ được. Em cứ nằm đấy em khóc. Xong rồi em cứ trừng trừng, em mở mắt em nhìn lên trần nhà. Rồi tới sáng mắt em không đóng lại được luôn, nó bị đơ, cái miếng mắt em không đóng mắt lại được. Chỉ có 3 ngày thôi mà lúc đó tóc em nó đang còn đen, mà 3 ngày thôi là tóc em nó trở thành màu muối tiêu luôn. Em stress khủng khiếp trong cái giai đoạn đó. Mẹ có nhận ra những cái biểu hiện mệt mỏi? Dạ có. Mẹ nhận ra được những cái điều đó và mẹ cố gắng để bù đắp lại những cái thứ đó cho em. Ví dụ như là mẹ nói cho em nhiều cái món em thích hơn, hoặc là mẹ cho em uống thuốc này thuốc kia các kiểu kiểu, vừa là thuốc để bồi bổ, vừa là thuốc để điều trị cái niềm tin của mẹ. Dạ, đó là thuốc điều trị cái bệnh đồng tính hay niềm tin của mẹ. Tại vì lúc mà mẹ phát hiện ra thì mẹ đã đem em đi xuống thành phố, đi hầu như là tất cả các bệnh viện ở thành phố để tìm xem đó là cái bệnh gì để mà chữa trị cho con nó. Tại vì bây giờ mới phát hiện ra thì nó còn sớm. Rồi em còn nhớ là cái lần đầu tiên mà gửi kết quả về nhà, thì trong nhà em mọi người đang quay quần với nhau, thì em đang nằm riêng ở trên cái võng, thì mẹ mới đem kết quả lại cho em xem. Dì em cũng ở có mặt ở đó. Dì em bị sút bại liệt từ bé cho nên dì em đi hơi bị khập khiễng. Đó, thì lúc mà cái kết quả của em bình thường, cái dì em ôm em, dì em khóc. Dì em bảo là con còn may mắn, con còn được làm người bình thường. Trong đầu em lúc đó em rất là đau. Tại vì cái quan điểm của dì em trong giai đoạn đó, em nghĩ là đây là một cái sự khuyết tật, đây là một căn bệnh. Và rất là may mắn là cháu mình nó không có bị khuyết tật như mình. Dì em đang đánh đồng hai cái việc đó với nhau. Em đã khóc rất là nhiều. Em thấy mình bị tổn thương nhiều không? Dạ, em rất là tổn thương và em cũng tội cho dì em nữa. Tại vì sau mẹ em thì dì em là người thương em nhất. Cho nên thì hai dì cháu ôm nhau khóc. Lúc đó em có muốn gặp gỡ ai không? Khi mà mình chưa sẵn sàng để đối diện với bản dạng giới, tự nhiên cái mẹ la lên cho cả làng biết. Tất cả mọi người đều biết trong một cái cơn mà mình bị đánh úp như vậy. Dạ. Thì cái sự gặp gỡ xã hội của em nó đã diễn ra như thế nào? Tất cả những cái quan hệ xã hội của em nó đều bị dừng lại vào trong cái giai đoạn đó luôn. Là vì em cố tình? Là tại vì mẹ em không cho phép. Nếu mẹ cho phép thì em có muốn gặp một ai đó? Thật sự là cũng không luôn. Tại vì từ bé luôn thì em đã rất là độc lập về mặt cảm xúc rồi. Nếu mà em có một cái cảm xúc gì nó tiêu cực lắm thì em sẽ chọn một cách giải tỏa nó nhẹ nhàng thôi. Ví dụ như là em sẽ viết văn, em viết thơ, em vẽ tranh các kiểu. Lúc đó thì em đã đối mặt với cái cơn khủng hoảng đó như vậy. Em viết rất là nhiều, em vẽ rất là nhiều. Và hầu như là em khá là độc lập về cái mặt cảm xúc trong cái giai đoạn đó. Em đối mặt với cái cơn stress khủng khiếp đó một mình em thôi. Em không có tin tưởng được bất kỳ ai để mà chia sẻ hết. Tại vì những cái người bạn thân của em thì đã được mẹ em dặn căn dặn là phải coi chừng nó, không có được để cho nó tiếp xúc với bạn kia. Em cũng cho nên cái sự tin tưởng của em với các bạn cũng không có còn nhiều nữa. Em không thể nào chia sẻ được. Mình cảm giác mọi người đều trở thành những camera giám sát. Dạ, mình đúng rồi, tất cả mọi người đều quay lưng lại nhưng mà họ vẫn nhìn thấy em làm cái gì. Họ không có thể tiếp xúc được, em không có thể chia sẻ được bất kỳ cái gì với những người bạn hay là những cái mối quan hệ trước đây. Đã có bao giờ những cái suy nghĩ về việc là nếu như sống như thế này thì thôi thà mình chấm dứt còn hơn? Dạ có. Có một lần là, không phải là một lần, đã vài lần rồi là vài em đã lén lén em mang luôn kéo vào trong bồn tắm rồi. Em cứ nằm trong bồn tắm rồi em ngửa đầu em nhìn lên trên rồi em cứ trong, em rất là đấu tranh nội tâm về cái việc đó. Bây giờ nếu mà mình kết thúc cái chặng đường này rồi thì chắc chắn là mình sẽ không phải chịu đựng được, mình sẽ không có phải chịu đựng những cái cảm xúc quá tiêu cực như thế này nữa. Nhưng mà nếu mà, tại vì nhà em thì ba mẹ em đã ly dị với nhau rồi,
nhà em chỉ có 3 người thôi và em là con trai duy nhất trong nhà. Thì lỡ như vậy rồi thì sau này mẹ như thế nào? Mình vẫn còn nghĩ cái vai trò của mình đối với mẹ. Dạ. Yeah. Với lại cái này là em hơi nhát tay cho nên em cũng không thể nào tự xuống tay với bản thân em được. Ừ. Vậy thì thực ra cái giông gió của cái cuộc tình này nè. Dạ. Yeah. Nó là cái giông gió của cái sự phụ bạc mà hai người yêu nhau dành cho nhau, hay là cái giông gió của những cái tác động bên ngoài làm cho cuộc tình nó không yên ổn? Thật ra thì tới bây giờ luôn em vẫn chưa xác định được nữa. Tại vì lúc đó, lúc mà quen nhau chỉ có một thời gian rất là ngắn thôi, chỉ có một tháng thôi, thì có những cái mâu thuẫn nó có xảy ra. Nhưng mà tại vì em nghĩ là cái giông gió bên ngoài nó quá lớn, nó quá khủng khiếp, nó quá vồ vập mình rồi, cho nên mình đã quên đi những cái sự mâu thuẫn nhỏ nhỏ trong cái mối quan hệ. Và tất cả những gì em cố gắng làm là em phải gồng gắng em chịu đựng cái những cái cơn gió bên ngoài, để mà em cố gắng em bảo vệ bạn, không để cho bạn rơi vào cái tình trạng giống như em. Tại vì mẹ em đe dọa là nếu mà mày tiếp tục, mày lân la, mày tiếp xúc với cái đứa kia thì tao sẽ tìm tới nhà của nó để mà tao nói chuyện với ba mẹ nó. Tại vì mẹ em đã cấm túc em rồi cho nên em không có thể mà nói chuyện hay là gì với bạn hết. Thì em chỉ có một cách duy nhất vào thời điểm đó thôi, đó là em đi học sớm. Em đi học sớm một tí, mỗi ngày em đi học sớm 5 phút, 10 phút. Và em cũng nói với bạn như vậy là đi học sớm để nói chuyện với tao. Nó thì tụi em gặp được nhau 5 phút trước cái giờ vào lớp. Nó thì tụi em thường là nói chuyện với nhau trong cái khoảng thời gian đó. Và lúc mà mẹ em đã đe dọa là sẽ tìm đến nhà bạn rồi á, thì bạn dứt khoát với em luôn là bạn bảo là tao không thể tiếp tục như thế này được. Tại vì ba mẹ tao thì làm nhà nước, cho nên là nếu mà cái chuyện này mà ba mẹ tao biết thì ba mẹ sẽ không thể chấp nhận được. Và lúc đó thì em rất là, em bật khóc tại chỗ luôn. Tại vì tại sao vậy? Tại sao bản thân tao đã phải gánh chịu quá nhiều thứ rồi để mà tao cố gắng bảo vệ mày, nhưng mà mày chỉ cần nói với tao là cho qua cái giai đoạn này thôi, đợi mình thi đại học, mình học đại học xong rồi, đợi lúc mình thi tốt nghiệp thi đại học xong rồi thì mình sẽ lên thành phố, mình có thể tiếp tục mình học với nhau, mình có thể tiếp tục ở bên nhau. Tại sao mày không thể nói với tao được như vậy mà mày lại bỏ rơi tao trong cái giai đoạn như thế này? Thì bạn đã nói như thế nào? Bạn nó bảo là coi như là cái chuyện này chưa xảy ra, coi như là mình chưa có cái mối quan hệ này. Về bản chất đó là một lời chia tay. Dạ, đó là một lời chia tay. Trong khi mình thì mình vẫn muốn cố gượng để qua cái đợt bão này rồi mọi thứ nó lại bình ổn theo kiểu khác. Nhưng với bạn ấy thì sẽ không có một cái sự bình ổn nào sau đó. Dạ. Vậy đã có bao giờ mình nghĩ rằng là nếu như qua khỏi cái giai đoạn đó, mà nếu bạn ấy đề nghị hai đứa tiếp tục lại với nhau, em có bao giờ chờ đợi cái điều đó diễn ra sau cái sự kiện đó không? Dạ có, thật sự là có. Tại vì cái mối tình đầu mà dù nó có không đẹp một tí đi chăng nữa thì cái kỷ niệm của mình nó cũng sẽ tô vẽ lên cho nó trở thành một cái thứ tuyệt vời, nó hoàn hảo. Và lúc mà em biết là bạn có một cái người mới rồi á, thì em có hẹn đi ăn chung với nhau để mà em biết được là cái người mới như thế nào thôi. Nó dùng để thỏa mãn một cái sự cái tâm sân si đó. Một cái tí ghen tức đó của em thôi. Người mới như thế nào? Tại sao mà mày không thể cho tao một cái lời hứa về cái sự tiếp tục của hai đứa mình để mày quen người mới? Thì em muốn xem mọi người đó như thế nào. Và nó chỉ dừng lại ở việc đó thôi. Chỉ là một cái cuộc đi ăn và em thấy người đó như vậy thì em quyết định là em sẽ không có tiếp tục mong chờ vào cái mối quan hệ đó nữa. Tình cảm thì nó vẫn còn, nhưng mà nó chỉ còn một tí thôi, kiểu nó giống như nó chỉ còn một tí rượu ở dưới đáy ly thôi. Lâu lâu thì nó giận lên một tí, chứ cái me nó không thể nào nó sánh lên tràn để mà mình say được như một lần nữa. Thì bạn ấy chọn rời khỏi cuộc tình. Chứ không có ở lại để cùng em chống chọi. Nhưng mà biết đâu mình nhìn ở góc độ này mình cũng cảm thấy thỏa lòng là điều đó có nghĩa là tình cảm của hai đứa chưa đủ lớn. Sau này thì khi mà em nhìn lại cái giai đoạn đó thì em nghĩ là chắc là chỉ có một mình thôi, chứ người ta không có yêu mình tới thế đâu. Người ta có yêu em nhưng không có nhiều để có thể đương đầu với giông gió. Vậy thì cái đỉnh điểm cái mối quan hệ giữa em với mẹ nó được giải quyết như thế nào trong cái hành trình mình được sống đúng với bản thân của mình? Thật ra mà nói thì sau cái sự come out không thành đó thì em với mẹ không có nhắc tới cái vấn đề đó nữa. Thực ra em không có come out. Nhưng mà sau này luôn thì gần đây thôi thì
Hàng xóm của em có sang chơi rồi mấy cô thì hỏi là ừ có bồ chưa, chừng nào lấy vợ các kiểu các kiểu, thì mẹ em mới bảo là bộ nhất thiết là cứ phải lấy vợ thì nó mới được hạnh phúc hả, chỉ cần nó sống như thế nào mà nó cảm thấy đủ, nó cảm thấy hạnh phúc, nó cảm thấy vui và nó không có làm hại tới những cái người xung quanh thì ổn rồi. Mẹ em không có yêu cầu gì về cái chuyện mà lấy vợ sinh con, thì em nghĩ là đã có được những cái sự đồng thuận nhất định từ cái vị trí mẹ em rồi. Vậy thì với kinh nghiệm của một người bỏ vốn đã rất nhiều, thì lời khuyên của em dành cho các bạn là làm sao để cân lượng được cái vốn như thế nào là vừa đủ, cỡ nào là vừa đủ? Em cũng không có một cái lời khuyên chắc chắn về cái việc vốn liếng trong cái việc yêu đương này, bởi vì nó rất là khó đong đếm, không thế nào mà mình rót nó ra ly hoặc là mình đổ nó ra tô để mình cân coi mình yêu người đó bao nhiêu. Nhưng mà mình phải yêu thương bản thân mình trước đã, tại vì không ai có thể làm việc đó thay mình. Nếu bản thân mình không có thể tự yêu thương được mình thì không có lý do gì để mà một người khác phải làm cái việc đó thay mình cả. Chị nghĩ rằng đúng như em nói, đúng như Huy nói, làm sao mà cân được, nó không có phải là một cái yếu tố mà mình định lượng được bằng cân nặng hoặc là bằng chiều cao, nhưng nó sẽ có những cái giá trị thụ hưởng mà nó tuyệt đối không được mất đi. Đó là sự an toàn của bản thân, sự tồn tại của bản thân, và mình vẫn còn tin là mình tự mình đi tiếp được. Chị nghĩ đó là lúc mà chúng ta hiểu rằng là vốn tới đó là vừa. Chứ còn khi mà mình bước vào một cuộc tình và ở đó mình mặc định rằng là cuộc tình này mất đi là mình cũng không sống nổi, hoặc là cuộc đời của mình nó như thế nào là hoàn toàn do cái chủ ý của bên còn lại, thì chắc chắn rằng là bạn đã đang góp vốn quá nhiều, thậm chí là bạn đang đổ toàn bộ vốn của mình vô, và nếu cuộc tình này mất đi là bạn bị đứt vốn luôn, bạn mất trắng luôn. Một cái hành trình tình cảm mà chị nghĩ rằng là cái sự vỡ ra của nó mà cái thành quả em nhận được nó lại không nằm trên chuyện tình cảm, nó lại nằm trên cái hành trình mà mình đi tìm kiếm chính bản thân mình. Cậu con trai, một bạn Huy năm 18 tuổi đã gục ngã vì đơn thuần là trung học phổ thông còn chưa tốt nghiệp mà. Thì không biết đậu không, đúng không? Rồi cơm áo gạo tiền mỗi ngày. Nhưng mà khi mình dần dần lớn lên, mình bồi đắp năng lực, tự nhiên mình mạnh mẽ. Dạ đúng rồi. Cảm ơn Huy vì chia sẻ của em. Mọi người có thể cảm thấy, ủa vậy là cuối cùng câu chuyện tối hôm nay nó là dạng nào? Tình đầu cũng không phải lắm. Mà phải chứ, đó là tình đầu và rất là thú vị. Khi cái giá trị của cuộc tình trong đêm nay nó không nằm ở một cái kết quả là hai bạn nắm tay nhau, nhẫn cưới được trao đi, một cái tờ hôn thú được xác lập, hoặc là một cái chuyện tình dài hơi, mà đó là cái hành trình để mỗi người nhận ra được bản thân của mình và sống tốt với cái cuộc sống của mình, mạnh mẽ hơn, gan lì hơn, có giá trị hơn. Cảm ơn Huy vì câu chuyện của mình tối hôm nay. Em cảm ơn chị.